Chào mừng các bạn đã đến video này. Và như các bạn đã xem những cái video trước của chúng mình thì chúng mình đã giới thiệu cho các bạn các những quy trình sản xuất cũng như các công việc ở một số bộ phận ở dưới xưởng. Và hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn để các bạn có thể biết hơn là trước khi một đơn hàng được vào sản xuất ở dưới chuyền thì sẽ trải qua những cái công đoạn trung gian khác. Và hôm nay bộ phận mình sẽ dắt lên các bạn một bộ phận trực tiếp là tạo ra những bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để có thể áp dụng dưới sản xuất, đó chính là bộ phận kỹ thuật phòng ha. Và xin mời các bạn theo chân mình để tìm hiểu một số công việc ở trong bộ phận đó. Hello, em chào chị. Thì chị hôm nay sẽ phỏng vấn chị ha. Thì mời chị giới thiệu cho em cũng như tất cả mọi người biết thông tin về chị và công việc hiện tại của chị. Xin chào mọi người, chị là Phụng, nhân viên làm tiêu chuẩn kỹ thuật tại công ty Viking Việt Nam. Dạ, chị cho em hỏi thì ở vị trí là nhân viên tài liệu kỹ thuật thì cụ thể những nội dung công việc của chị là bao gồm những gì vậy? Đứng từ mức phụ liệu, làm bản đánh số, thông số cắt, lập trình, đánh ép, tài liệu kỹ thuật cho chuyền may và quy cách đóng gói. Wow, nhiều công việc quá chị ha, chị giúp em và mọi người sâu vào từng công việc của chị ha. Đầu tiên là mình tới cái tính định mức này, em nghe này hay. Tính định mức á, có nghĩa là phải liệt kê hết tất cả các nguyên phụ liệu của sản phẩm, bao gồm là liệt kê và tính luôn định mức. Hôm qua em có coi ở dưới tủ cấp thì em thấy nó có một cái bản tài liệu gì mà nó có rất là nhiều cái hình vẽ của các chi tiết ở trong đó luôn. Và ở trên bộ đầu tài liệu thì nó ghi ta bản đánh số các chi tiết hả? Thì em không biết là cái bộ đó là chị là người tạo và tạo nó như thế nào chị nhỉ? Cái bản này đúng không em? Dạ đúng rồi, chị cái bản nhiều chi tiết này nè. Đúng rồi, cái bản này quy trình đó, nó là thuộc là quy định đánh số. Thì cái trong bản này nó tất cả chi tiết của từng loại vải, sản phẩm có bao nhiêu chi tiết thì đây sẽ được thể hiện hết. Thì mục đích của cái bản này để làm gì? Thứ nhất là để mình sẽ nhận dạng được cái chi tiết mà đang sử dụng trên cái sản phẩm này. Và cái thứ hai, trên bản này là có luôn cái vị trí đánh số. Ở trong cái bản này có thể hiện cụ thể vị trí và hướng dẫn đánh ở vị trí nào, ở đâu và hướng dẫn đánh bằng bút loại gì. Mình cắt trên bàn cắt sẽ có rất là nhiều lớp. Thì tác dụng của việc đánh số này là để trên cùng một sản phẩm tránh bị khác màu. Hay quá chị ơi. Rồi ngoài cái tài liệu này còn tài liệu nào nữa chị? Tiện đây thì chị cũng nói luôn, giống như là quy trình làm thì sẽ có luôn cái tài liệu in ép. Trên sản phẩm này là sản phẩm có ép sim, ép keo phim. Đây là tài liệu in ép của sản phẩm. Bên dưới đây là thể hiện các loại keo cần cắt laser, thì cái code tại keo cần cắt laser, keo, phim hoặc là vải được thể hiện rõ trong cái bộ tài liệu này hết và điều kiện nhiệt độ ép. Chị có giới thiệu sơ về cái quy cách làm tài liệu in ép, thì trong đó có những cái vị trí mà có ép kem trên sản phẩm như thế này. Trên sản phẩm như thế này, những vị trí ép keo giống như là mũi nón như thế này, tác dụng là để cho cái vành chỗ này nó cứng và khi đi mưa là nó giữ cho cái mũi nón này nó mưa không có tạt vào mặt. Phía sau nè có con trận, phía trước này cũng có con trận luôn. Những con trận này là rất là đặc biệt bởi vì nó thiết kế là thiết kế âm, đảm bảo là khi nước chảy xuống thì nó sẽ không thấm vào người. Và con trận này thiết kế là mặt ngoài thì nhìn nó đơn giản, nhưng bên trong kết cấu của nó mặt dưới là nó có dây điều chỉnh và có nút điều chỉnh ở mặt dưới. Mặt trong của cái nón thì cũng có những loại mắt cáo. Mắt cáo này thay vì ngoài thị trường thì người ta có thể sử dụng kim loại, thì riêng những cái hàng chống thấm đi mưa thì người ta khoét những cái lỗ mắt cáo này bằng laser để luồn dây để đảm bảo là không có kim loại tiếp xúc vào người. Cái bên trong của cái nón này nè, nó có một con chip này bên trong nón. Tại vì cái sản phẩm này là sản phẩm áo khoác chống thấm nước và được sử dụng để đi trượt tuyết, nên là cái con chip này có tác dụng là để
định vị khi mà trong quá trình trượt tuyết có vấn đề gì, thì ở đây có một chip phát tín hiệu để cho đội cứu hộ có thể tìm kiếm. Cái này là được sử dụng bằng dây kéo chống thấm. Bên dưới là có ép keo để giữ cho dây kéo và vải dính vào với nhau mà không cần đường may. Và bên dưới của dây kéo lại có thêm tép lăn chống thấm, nên là đảm bảo là khi sử dụng là an toàn, chống thấm 100%. Tay áo là có cá tay và velcro để điều chỉnh vừa với cổ tay khi mà sử dụng. Mặt trong của cổ tay là có ép keo phim để gia cố, để đảm bảo mặt ngoài không có đường may nhưng mà vẫn đảm bảo tính chắc chắn. Áo thì có gia cố thêm cái cổ nỉ nè, để trong lúc mặc thì có thể là giữ ấm. Và đây là một cái đặc biệt, cái dây treo này có tác dụng là khi không sử dụng người ta có thể móc lên áo. Nhưng mà điều đặc biệt nè, dây treo này nó chỉ may lên cái miếng vải và ép keo lên mặt trái, mặt ngoài không có đường may nhưng mà vẫn đảm bảo ép keo là chắc chắn. Thì một lát mình sẽ thử cho các bạn coi cái điều kỳ diệu khi mà mình test cái dây treo này ha. Sau đây thì mình sẽ test thử cho các bạn xem là ngay chỗ này nó kỳ diệu như thế nào, ngay chỗ dây treo ha. Đây là một cái hộp sắt có ghi rõ là 3 kg. Còn đây là cái vị trí mà gắn dây treo ban nãy mình có review cho các bạn nè. Hiện tại là mình đang móc cái dây này vào một cái đầu móc có sẵn ha. Và dây này chỉ có 9 dây và mình sẽ kết thử độ chắc của keo ha. Đây là dây treo. Đây là cái cục sắt 3 kg. Và đây. Rồi. Và đây mình sau khi mình đã móc cái dây treo vào cái cục sắt 3 kg, và đây là mình có thể nhấp cục sắt và dây treo vẫn không hề hới gì ha. Dây treo này chỉ tác dụng là treo cái sản phẩm thôi, treo cái áo sau khi sử dụng thôi, nhưng mà có thể treo được trên cái cân 3 kg và không bị bung xúc, nên là đảm bảo chất lượng. Khi chị mở áo ra thì đây mình có cái đường này, cái đường tiếp lăn của nó là đường tiếp lăn nhỏ nè, xong bên cạnh đó mình lại có những cái đường tiếp lăn lớn hơn. Vậy thì cho em hỏi là tại sao mình không đồng nhất trên một sản phẩm một cái loại tiếp lăn để mình vừa tiện cho đặt hàng nè, mình vừa tiện làm tài liệu nè, là sao mình không làm vậy chị ha? Nó có lý do hết, giống như đơn hàng này là đơn hàng vải go thì trên sản phẩm này thì có sử dụng hai loại tiếp lăn. Một loại tiếp lăn là bản 1 x 3 cho những cái vị trí là cần cái độ mềm mại thoải mái cho người mặc. Còn những tép lăn mà bản 2 xăng là cho những vị trí cần cái độ cứng cáp chắc chắn, giống như là cụm dây kéo nè, và dây kéo thông gió nè. Những vị trí này là cần chắc chắn, và những cụm như là túi lưới, bo chắn gió là những cái cụm mà may lên dập thì cần những cái độ chắc chắn cao hơn những cái vị trí khác, nên là sẽ là bản tép lăn lớn. Với mỗi cái hình dáng thiết kế và cũng như là cái chất liệu của cái sản phẩm áo chống thấm nước của mình thì mình sẽ có những cái loại tích lăn và tích cỡ riêng của nó. Đối với một số loại vải cứng hơn thì có thể sử dụng một loại tích lăn giống như em vừa nói hồi nãy để cho tiện sản xuất. Tiếp theo trong cái bộ tài liệu của chị thì có bước công đoạn đó là tài liệu lập trình. Thì lập trình có nghĩa là cái gì? Là ở trên cái sản phẩm này có một số vị trí giống như là mây 4 cạnh thì mình sẽ sử dụng cái máy lập trình. Mình chỉ việc đặt vô và có cài sẵn khuôn thì sẽ vậy thôi. Thì trong cái bộ tài liệu này chị cũng có hướng dẫn
Thứ nhất là cái vị trí nè, thông số nè, và cái loại chỉ sử dụng như thế nào, kích thước như thế nào. Chị phải cho em hỏi thử là có phải cái chi tiết nào cần sự đồng đều thì mình đều có thể làm lập trình được hay không chị? Đúng rồi em, giống như là velcro này hoặc là nhãn có hình dạng đồng đều thì mình cũng may lập trình được. Thì những cái này là nó đồng nhất về kích, vậy thì cái kích này chị có quy định luôn không chị? Tất nhiên là có em. Những cái kích thước velcro như thế này sẽ được quy định ở trong cái thông số cách phụ liệu. Thì công ty Viking Việt Nam là chuyên sản xuất áo chống thấm nước, nên là những cái công đoạn này sẽ được tách ra ở một khu vực riêng và làm một cách chuyên môn hóa. Dạ, vậy là sẽ có một cái bộ phận nữa thì người ta sẽ dựa vào cái tài liệu của mình, người ta sẽ cắt ra những cái thông số và cái sản phẩm này cần. Rồi. Vậy thì ngoài những cái bộ tài liệu nãy giờ chị giới thiệu với em nào là bản chi tiết đánh số nè, xong bản tài liệu lập trình cái nhép nè, đây là bản thông số các phụ liệu, thì như em còn nhớ là chị còn cái gì mà tài liệu kỹ thuật đúng không chị? Đúng rồi em, cái bộ tài liệu này sẽ là bộ tài liệu chính, bởi vì nó hướng dẫn tất cả các công đoạn ở cho chị may để sản xuất ra một cái áo này. Trong bộ tài liệu này thì trang 1 sẽ thể hiện cũng là hình ảnh của mặt trước mặt sau của sản phẩm. Màu sau đó là những yêu cầu chung, đó là những cái thông tin quy định chung, giống như về mật độ mũi chỉ nè, quy cách chừa đường may của những vị trí có lăng sẽ chừa thế nào và các vị trí còn lại thì chừa thế nào. Phía sau thì thể hiện theo từng cụm. Đây là cái mục là điều kiện lăng. Đây là những cái máy mà điều kiện set máy để làm máy lăn, và đây là điều kiện dập thành phẩm. Thì đối với hàng lăn máy go thì bắt buộc là phải hàng go thì phải sử dụng máy go, và test nước là test nước máy go theo đúng chuẩn. Thì sau khi lăn, các điểm giống như là ngã ba, ngã tư và những điểm dừng của bánh xe thì bắt buộc phải có gia cố điểm dập để đảm bảo là sản phẩm không bị vô nước. Và những cái vị trí này là em thấy mình có quy định vào trong đây luôn. Có quy định về vị trí lăn dập hết. Và vị trí tích nước thì trong cái quá trình mình lăn và mình dập có quy định về thử nước. Đây là những vị trí có tích nước nè. Test nước thì sẽ có quy định hết những vị trí nào, truyền và QC sẽ thường xuyên kiểm tra những vị trí này để đảm bảo chất lượng của hàng thành phẩm ra là chống thấm 100%. Dạ. Tiếp theo là vị trí đo và bản thông số. Thì trên cái tài liệu này sẽ thể hiện là những cái vị trí đo cụ thể của sản phẩm. Và bước cuối cùng của công việc làm tiêu chuẩn kỹ thuật đây là quy cách đóng gói. Thì sau khi mà đã hoàn chỉnh cái sản phẩm thì mình sẽ hướng dẫn quy cách đóng gói. Trong cái bản quy cách này thì sẽ có thể hiện đó là phụ liệu, cái một phụ liệu đóng gói thì bao gồm là bao nè, kích thước bao nhiêu, có yêu cầu dò kim, bỏ gói hút ẩm nè, và bên dưới sẽ là quy cách treo thẻ bài và vị trí gắn, quy cách gấp xếp và cách để giấy hút ẩm ở bên trong thân áo và cách gấp hình thể hiện. Và đây là sau khi áo thành phẩm để vào bên trong bao và vị trí dán sticker, ship binh mạc và quy cách bỏ hàng vào trong thùng. Chị vừa giới thiệu xong các bước công việc chính để tạo nên một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh của cái áo vác chống thấm nước tại công ty Viking Việt Nam. Vâng, và em thấy là qua cái lời giới thiệu của chị thì em thấy đây quả thật là một công việc gọi là rất là tỉ mỉ luôn, và cần nhiều sự tập trung cũng như là cái kinh nghiệm làm việc của mình trong đây. Và chị, bản thân chị người làm cái bộ tài liệu là một người cực kỳ hiểu rõ về tường tận những cái thông tin trên cái sản phẩm này, thì em rất là ngưỡng mộ và cũng như rất là khâm phục chị, kinh nghiệm của chị. Và cảm ơn cái sự chia sẻ nhiệt tình và chi tiết của chị cho buổi hôm nay. Em chúc chị Phụng thêm một ngày làm việc năng suất và hiệu quả. Cảm ơn em rất nhiều.
Thì qua phần chia sẻ của chị Phụng, nhân viên đại diện kỹ thuật, thì phần này chúng ta có thể hiểu là tại sao tại công ty Begin Việt Nam có thể tạo ra những bộ quần áo chống thấm nước tuyệt đối, là bởi vì ở đây không những có đội ngũ thiết kế lành nghề và còn có đội ngũ làm tài liệu kỹ thuật để có thể mang đến cái sự là tối ưu hóa những thiết kế, đem đến cho người tiêu dùng những lợi ích tuyệt đối. Và thông qua những bộ tài liệu kỹ thuật thì có thể đảm bảo rằng là những cái sản phẩm được tạo ra từ nhà máy của chúng tôi là có thể gọi là đồng nhất, trong cái như một, và đảm bảo về cả chất lượng lẫn những cái ý đồ thiết kế của khách hàng, và đem đến cho những dụng những cái sự trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và thì còn chần chờ gì, tại sao không chọn Begin của chúng tôi? Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình hợp tác và tạo ra những sản phẩm độc đáo. Begin Việt Nam, nơi chất lượng tạo nên sự khác biệt.